Chào mừng các bạn đã đến với kênh khoa học và khám phá. Sao Hỏa không có lá chắn từ trường và bầu khí quyển dày như trái đất, nên có thể bị bức xạ tấn công bề mặt. Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học đã tìm thấy một số nơi trên sao Hỏa có thể né bức xạ. Đối với con người, bức xạ là một mối nguy hiểm chết người. Làm thế nào mà các nhà thám hiểm có thể đối phó với điều đó? Họ sẽ cần một nơi trú ẩn và họ sẽ phải mang một công cụ đặc biệt theo, hoặc xây dựng trên sao Hỏa bằng cách nào đó, hay có thể sử dụng các đặc điểm tự nhiên như một phần của biện pháp bảo vệ. Một nghiên cứu mới sử dụng dữ liệu từ phòng thí nghiệm khoa học sao Hỏa, MSL Curiosity đã khám phá ra một số nơi có thể trú ẩn khỏi bức xạ. Khi MSL Curiosity hạ cánh trên bề mặt sao Hỏa vào năm 2012, nó đã mang trong theo một thiết bị, gọi là máy dò đánh giá bức xạ, RAD. RAD chuẩn bị cho các chuyến thăm của con người lên sao Hỏa trong tương lai, nó phát hiện và đo bức xạ có hại trên sao Hỏa phát ra từ mặt trời và các nguồn khác. Nó cũng có thể đánh giá mối nguy hiểm mà bức xạ gây ra đối với bất kỳ sự sống vi sinh vật nào có thể tồn tại trên sao Hỏa. RAD có kích thước bằng một chiếc máy nướng bánh mì và nằm kín đáo trên bề mặt trên cùng của Curiosity. Một trong những vùng MSL được nghiên cứu với RAD là vùng Murray Bridge. Vùng Murray Bridge nằm trên đỉnh núi Sáp, thấp hơn trong miệng núi lửa Ghen. Curiosity chủ yếu nghiên cứu địa chất, đặc biệt là các đặc điểm của đá sa thạch và một kiểu phân lớp được gọi là lớp đệm chéo. Bên cạnh đó, RAD vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu. Dữ liệu đó cho thấy sự sụt giảm bức xạ bề mặt. Dữ liệu RAD cho thấy khi ở gần vùng Murray Bridge, liều bức xạ giảm khoảng 5%. Nhóm nghiên cứu cũng xây dựng một bản đồ tầm nhìn bầu trời, cho thấy 19% bầu trời bị che khuất khi người lái máy bay ở cạnh vùng Murray Bridge. Đây là dữ liệu rất quan trọng. Khi lái xe qua khu vực Murray Bridge, Curiosity không bị cản trở lên bầu trời do đặc điểm địa hình. Vì vậy, nhóm đã xây dựng chế độ xem toàn cảnh bầu trời từ mức trung bình được thực hiện trong vài tháng trước đó, để so sánh với dữ liệu thu thập được. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra các đặc điểm bề mặt giống nhau, có thể bảo vệ khỏi bức xạ trực tiếp cũng có thể làm tăng bức xạ phản xạ. RAD đã chỉ ra rằng, vùng Murray Bridge có thể tạo ra sự gia tăng bức xạ phản xạ thứ cấp. Đó là một trong những điều phức tạp trong việc tìm hiểu bức xạ trên sao Hỏa. Bức xạ trên bề mặt sao Hỏa không nhất quán, nhưng dao động. Quỹ đạo của sao Hỏa thay đổi khoảng cách với mặt trời, điều này cũng ảnh hưởng đến bức xạ bề mặt. Độ cao thấp hơn sẽ bị bức xạ ít hơn so với độ cao lớn hơn. Bức xạ không phải là một hiện tượng đồng nhất, bởi có các hạt proton, hạt alpha, các ion của các nguyên tố khác nhau, như neutron và tia gamma. Nghiên cứu này giúp vẽ nên một bức tranh toàn cảnh hơn về môi trường bức xạ trên sao Hỏa. Có rất nhiều suy nghĩ được đưa vào sử dụng tài nguyên tại chỗ trên hành tinh đỏ. Nơi trú ẩn là nhu cầu chính của các nhà thám hiểm trên sao Hỏa. Và nếu có thể đạt được lợi thế bằng cách sử dụng các đặc điểm địa hình hiện có để bảo vệ, thì những tính năng đó sẽ phù hợp với các sứ mệnh trong tương lai. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc đặt các căn cứ trong các ống dung nham, nơi con người sẽ được bảo vệ bởi các lớp regolith trên sao Hỏa hàng mét. Nhưng các phi hành gia không thể dành toàn bộ thời gian ở đó. Họ sẽ phải tiếp xúc với bức xạ. Bất kỳ sứ mệnh nào tới sao Hỏa có sự tham gia của con người sẽ cần nhiều lớp và nhiều lớp dự phòng. Trong trường hợp khẩn cấp nào đó, yếu tố quan trọng là giữ cho liều lượng bức xạ của các phi hành gia càng thấp càng tốt. Ngoài mối đe dọa về bức xạ, sống trên sao Hỏa có thể gặp thử thách từ những thiên thể bất thình lình xuất hiện từ bầu trời do không có bầu khí quyển ngăn chặn. Việc sinh sống trên sao Hỏa đối mặt với vô số rủi ro như thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ, bức xạ, các vấn đề về sinh lý của con người khi sống trong điều kiện trọng lực giảm. Đặc biệt, một vấn đề khác đáng chú ý là những mối đe dọa từ trên trời, khiến những người sống trên sao Hỏa sẽ ước có bầu khí quyển bao quanh hành tinh. Nhóm nghiên cứu Camera High-Rise trên tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa MOO của NASA cho biết, sao Hỏa và trái đất đều thường xuyên va chạm với các mảnh vỡ không gian như bụi, thiên thể nhỏ, thiên thạch. Trên trái đất, những thiên thể này thường bốc hơi trong bầu khí quyển. Tuy nhiên, trên sao Hỏa, với áp suất bề mặt chỉ bằng 1% so với trái đất, các tác nhân va chạm thường xuyên đến được bề mặt hành tinh đỏ. Camera High-Rise đã chụp được ảnh về một hố va chạm nhỏ hình thành vào khoảng thời gian 5 năm qua. Dù miệng hố va chạm nhỏ nhưng các tia phóng ra do va chạm rất dễ phát hiện, trải dài gần 1 km.
về tần suất va chạm của các thiên thể với bề mặt sao Hỏa. Nghiên cứu năm 2013 ước tính, hành tinh đỏ bị hơn 200 tiểu hành tinh nhỏ hoặc các mảnh nhỏ của sao chổi va chạm mỗi năm, tạo thành các miệng va chạm có chiều ngang ít nhất là 3,9 mét. Giống như trên trái đất, một tác động nhỏ từ các thiên thể cũng sẽ tàn phá bất kỳ khu định cư nào trên sao Hỏa. Nhưng những tác động ở quy mô này sẽ xảy ra thường xuyên hơn trên sao Hỏa. Đường kính sao Hỏa bằng một nửa trái đất, và không khí mỏng hơn bao quanh hành tinh này có khối lượng chưa bằng 1% của trái đất. Thành phần khí quyển cũng khác biệt đáng kể, chủ yếu là carbon dioxide, trong khi trái đất giàu nitơ và oxy. MO đã ở trên quỹ đạo sao Hỏa từ năm 2006, qua đó có lợi thế về quan sát và diễn giải những hình ảnh của hành tinh. Camera HiRISE trong những năm qua liên tục chụp một số khu vực trên sao Hỏa, đã phát hiện rất nhiều miệng hố va chạm mới hình thành. Các nhà khoa học có thể nghiên cứu các hình ảnh trước và sau va chạm để tính toán tỷ lệ tác động dựa trên các miệng hố mới. Nghiên cứu năm 2013 cho thấy, tần suất hình thành các miệng hố va chạm mới có đường kính ít nhất 3,9 mét, là khoảng một hố va chạm mỗi năm trên mỗi khu vực bề mặt sao Hỏa, tức gần bằng diện tích của bang Texas, Mỹ. Thời tiết trên sao Hỏa. Khi các nhà khoa học nghiên cứu sứ mệnh tới những hành tinh lân cận, họ cần dự báo thời tiết chính xác. Nếu không, các chuyến đi có thể trở thành thảm họa. Một nghiên cứu mới của trường Đại học Yale Mỹ giúp đặt nền tảng cho các dự báo chính xác hơn về hành tinh khác. Nhóm nghiên cứu đã lấy một hiện tượng liên quan đến dòng phản lực của trái đất và áp dụng vào các kiểu thời tiết trên sao Hỏa, cũng như Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. Tác giả chính Jay Michael Battaglio, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ về trái đất và khoa học hành tinh tại khoa nghệ thuật và khoa học của trường Đại học Yale, cho biết chúng ta có thể dựa vào mối liên hệ giữa khí hậu và thời tiết để giúp dự đoán các cơn bão bụi. Trên trái đất, sự đều đặn của các hệ thống bão ở vĩ độ trung bình có liên quan đến chế độ hình khuyên. Đây là sự biến đổi của dòng chảy khí quyển không liên quan đến chu kỳ các mùa. Hiện tượng này ảnh hưởng đến dòng phản lực, lượng mưa và sự hình thành đám mây trên khắp hành tinh. Sau 15 năm quan sát khí quyển sao Hỏa, ông Battaglio phát hiện hành tinh đỏ cũng có chế độ hình khuyên, tương tự trái đất. Bên cạnh đó, chế độ hình khuyên cũng xuất hiện trong các mô phỏng của Titan. Thực tế, chế độ hình khuyên trên Titan và sao Hỏa có ảnh hưởng lớn hơn so với ở trái đất. Chúng có thể là nguyên nhân gây ra 1/2 sự thay đổi của gió trên sao Hỏa và 2/3 ở Titan. Đối với sao Hỏa, các cơn bão bụi có thể liên tục xảy ra hoặc xuất hiện vài năm một lần, các cơn bão nhỏ kéo dài ít hơn một ngày. Song, cơn bão lớn có thể kéo dài hàng tuần hoặc tháng. Hiểu và dự đoán được những sự kiện này là vô cùng quan trọng đối với sự an toàn của các sứ mệnh, đặc biệt là những sứ mệnh dựa vào năng lượng mặt trời. Trong các sự kiện lớn, đôi khi bụi có thể trở nên dày đặc đến mức khiến ban ngày có vẻ tối như nửa đêm. Ngay cả khi không có sự kiện như vậy, các cơn bão trong khu vực vẫn là một yếu tố xuất hiện định kỳ. Tính chất tuần hoàn này có thể cho phép các chế độ hình khuyên dự đoán cơn bão bụi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.